Bây giờ mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cái cách mà setup cái ánh sáng để chán chúng ta đỡ bóng, và thứ hai là làm sao mà để chúng ta có thể có những góc máy rất ok nhất. Thứ nhất là hiện tại trong chúng ta đang live stream, chúng ta có hai cách: một là ngồi ghế như vậy mình đang ngồi, thứ hai là có thể đứng lên ngồi live stream như vậy. Đấy, đứng lên live stream như vậy đúng không? Nhưng mà chúng ta không thể đứng hàng tiếng đồng hồ được, nên mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cách ngồi ghế. Thì anh chị em mới tưởng tượng nha, nếu mà anh chị em ngồi bàn thì cũng tương tự như vậy nhá, ngồi bàn cũng tương tự như vậy, để gậy cách xa ra khoảng 1 mét, để cái chân đèn ra 1 mét, và nó có kèm điện thoại trên này rồi. Đấy, ở đây có kèm điện thoại như vậy đấy nha anh chị em, thấy không? Đây kèm điện thoại như vậy và kèm điện thoại như vậy luôn, và setup đèn là như vậy đúng không? Thì anh chị em nhìn bây giờ của tôi ánh sáng sẽ tối hơn cái đèn đấy, không sao cả. Thì đây anh chị em đây, kèm điện thoại vào chân, và thứ hai là bẻ một góc khoảng 45 độ như vậy đấy, thấy chưa? Thì ngồi trên ghế cũng như ngồi trên bàn tạo ra ánh sáng trên mặt rất là đều, và chúng ta anh chị em có thấy chán mình bóng không? Trong điện thoại của mình đang live stream hiện tại không thấy chán bóng đâu, anh chị em thấy chán bóng không? Không bóng đúng không? Thứ nhất đạt yêu cầu đúng không? Mặt hốc hốc mắt là không có tối đúng không? Ok, đều, rất là đều. Và thứ hai cằm nó không bị tối, rất ok rồi. Cằm ánh sáng sẽ tối mặt để tạo ra cái ánh sáng mà nổi mặt mình lên đúng không? Thì chúng ta ví dụ như này đó, mình sẽ làm một buổi livestream. Vâng. Mình sẽ bây giờ mình sẽ làm lại cái livestream nhá. Đấy, setup đúng một cái góc 45 độ như vậy thì sẽ ánh sáng không bị, anh chị em sợ bị bóng trên mặt đúng không? Thì anh chị em chỉnh cái cường độ ánh sáng xuống đỡ bị bóng, được không? Chỉnh giảm sáng xuống đỡ bị bóng. Và thứ hai là làm sao mà để đỡ vàng, và chúng ta phải nhìn cái mặt chúng ta trên điện thoại làm sao mà nó không bị chói, không bị vàng, nó cũng rất ok rồi, mà hai hốc mắt cũng không bị tối. Thì đây là cách setup rất ok. Và bây giờ mình sẽ làm cái video để anh chị em mình sẽ live stream bán cái súng kiểm tra ánh sáng đấy nhá. Và trên tay mình là một cái súng để anh chị em có thể đo được cái cường độ ánh sáng, cường độ nóng của một chiếc đèn hay bất cứ một cái vật gì chúng ta, chẳng hạn chúng ta vào đo vào chán này, thì nó sẽ biết chúng ta đầu của chúng ta có bị ốm hay là nóng không, do ốm hay không. Thì đây là một cái dụng cụ rất là tốt để anh chị em có thể kiểm tra xem những người bị Covid hay bị ốm lọt vào công ty mình, chẳng hạn họ sẽ bị dịch bệnh, họ truyền cả công ty mình, truyền nhiễm sang cả công ty mình, thì mình có thể kiểm tra họ, và họ có thể, mình có thể cho họ đi về để hôm sau họ đến làm sau. Đó đó là một cái lợi ích rất là tuyệt vời cho khẩu súng này, và cũng như kiểm tra con cái chúng ta, gia đình chúng ta có ai bị ốm không thì chúng ta kiểm tra nó. Đấy, thì đây là một con súng rất là tuyệt vời cho anh chị em có thể kiểm tra những người bị ốm hay khả năng chuyển dịch rất cao. Nên anh chị em cần thì click đường link bên dưới để xem thêm thông tin về cái sản phẩm này, cũng như là bộ đèn hay bộ mic bên mình đang cung cấp anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã xem cái video hướng dẫn sử dụng cái đèn tốt nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại do bên Voice Brothers mình cung cấp. Chúc anh chị em làm video thành công và bán được nhiều hàng.